Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa các bạn, ở những video trước chúng tôi có giới thiệu với các bạn về trà linh chi Hàn Quốc cũng như là công dụng của trà linh chi. Video này chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về cách sử dụng trà linh chi sao cho hiệu quả nhất. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi xin chia sẻ về cách sử dụng, đó là các bạn dùng trà linh chi với các liều khác nhau đối với việc phục hồi sức khỏe, nâng cao thể trạng hoặc là thải độc tố, thì các bạn có thể dùng 2 đến 3 lần một ngày, và mỗi một lần thì các bạn nên dùng một gói hòa tan với nước ấm độ khoảng 60 độ, và các bạn có thể duy trì cái liều đó sử dụng để mình có cái thể trạng tốt hơn, cái hệ tiêu hóa tốt hơn. Thế còn đối với những cái người mà sử dụng trà linh chi với cái tác dụng để giảm cân thì các bạn nên dùng 3 lần một ngày, và mỗi lần là tối đa là 3 gói. Các bạn cũng nên hòa với nước ấm 60 độ để nó tan hết cái gói trà ra. Và nên uống trước khi ăn là 30 đến 45 phút để cho nó có cái tác dụng tốt nhất. Thì các bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục. Vâng, còn một cái liều nữa để sử dụng cho sức khỏe của chúng ta, đó là cách cái liều dùng để cho hỗ trợ chữa bệnh. Ví dụ như những cái bệnh mà cao huyết áp hay là mỡ máu hay là tiểu đường, khi mà các bạn có cái chỉ số cao ấy thì các bạn cũng nên sử dụng là 3 lần một ngày, và mỗi một lần tối đa là 3 gói. Đấy là một cái liều cao, và các bạn nên duy trì trong vòng 1 tháng. Sau đó thì sẽ làm xét nghiệm lại để kiểm tra các cái chỉ số, xem là cái sự thay đổi sau khi sử dụng trà, và sẽ thấy là cái sức khỏe của chúng ta nó có tiến triển như thế nào. Vâng, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cách sử dụng trà linh chi Hàn Quốc. Sử dụng trà hàng ngày là một cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Vâng, thưa các bạn, để biết thêm thông tin chi tiết về trà linh chi Hàn Quốc cũng như là những cái sản phẩm bổ dưỡng về sức khỏe khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện thoại tới số 0979149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.